Hai em bá hồng thuần chay của nhà Huda Beauty đã cập bến tại nhà Suka rồi nè. Thì đây sẽ là hai em bá hồng Huda Beauty Glow Wix cả nhà ha. Thì được cái nha, hai em này sẽ thuần chay luôn nên sẽ rất là lành tính và nhẹ nhàng trên làn da của mọi người. Những em bá hồng của nhà Huda này á có một cái packaging rất là xinh và nhỏ gọn nha, và được cái có gương luôn nè mọi người, vô cùng tiện lợi đúng không? Khi mà mọi người nhìn vào cái ô phấn này sẽ thấy là nó mang một cái công thức cẩm thạch là sẽ có hai ô màu được blend đều với nhau, nên chúng ta sử dụng á nó sẽ mang lại một hiệu ứng rất là tươi tắn luôn, và cũng như sẽ giúp cân chỉnh lại ánh sáng trên da, giúp cho đôi má sẽ luôn luôn tự nhiên nhất và trong chẻo nhất. Tại vì đây là những em má hồng thuần chay trên một bản thành phần đó sẽ rất là tự nhiên và có nguồn gốc từ thực vật, và có bổ sung thêm là vitamin E và dầu bơ hạt mỡ nữa. Trên khi mọi người sử dụng á, ngoài cái việc mà giúp cho đôi má ửng hồng nè thì vẫn đủ để cấp ẩm trên làn da nha. Thì với hai ô màu này á, chúng ta sẽ có bản 01 sẽ là một cái tông cam đào sữa cho mọi người ha, còn đến tông màu 02 này sẽ là tông màu cam san hô, rất là nhẹ nhàng và phù hợp cho những cô nàng nào mà chúng ta hơi bánh bèo một xíu. Nếu các bạn đang tìm kiếm một em má hồng nhỏ gọn tiện lợi nè mà có khả năng giữ màu tốt nè, mà quan trọng là sản phẩm thuần chay á, thì chốt link cho mình hai bản má hồng của nhà Huda Beauty này nha.